Khoan, khoan em ơi, cho cô hỏi thăm một chút mà. Nhiệm vụ của con là chỉ đưa bó bông này thôi, con có biết gì đâu mà con hỏi. Nhưng mà ít nhất con cũng cho cô biết ai là người nhờ con tặng cho cô bó hoa này chứ. Ổng nói cứ đưa là cô biết liền à. Ổng? Mà ổng nào? Ổng là ông Linh, là ba của con đó. Hả? Anh Linh? Anh Linh có vợ có con rồi hả? Con thì có, nhưng vợ thì chưa. Em nói gì lộn xộn quá à? Cô không hiểu. Có gì đâu mà cô không hiểu. Ổng có một đứa con, nhưng mà lại là con nuôi. Ổng lượm em ngoài gốc cây, đem về nuôi dưỡng cho tới nay. Nói vậy ba má của em đâu? Họ bỏ con hồi con mới thôi nôi. Giống như cuộc đời của ảnh, nên ảnh nuôi nó là phải rồi. À em ơi, vậy em cho cô biết nha, ba em hiện ở nơi nào? Ổng dặn rồi con được nói lung tung, con cãi lời là ổng sẽ giận con. Bỏ con này cô đã nhận rồi, đừng hỏi nhiều cứ để con đi. Nhưng cô năn nỉ con mà, nói cho cô biết hiện giờ ổng ở nơi đâu. Cô thông cảm đi, con mà nói cho cô biết là ổng vĩnh biệt tình hè với con liền. Ổng đuổi con ra nuôi con đây. Vậy em cho cô hỏi một câu nữa thôi ha. Cái anh hay mang quà của ba em đến tặng cho cô đó, anh đó đâu rồi? Sao anh không đi mà để em đi? À, anh Hùng Bà Tót đó hả? Anh sắp bị giải phẫu rồi. Cái gì? Em nói vậy là sao? Tội nghiệp ảnh lắm cô ơi. Ba con đưa ảnh đi khám bệnh, người ta nói trong đầu ảnh có cục thịt dư bự bằng cái ổi vậy nè. Người ta nói phải bỏ cái đầu ảnh lấy cục thịt ra. Hôm rày ba con chạy kiếm tiền muốn bò râu luôn. Rồi có tiền chưa em? Dạ có rồi, đóng tiền giải phẫu cho ảnh rồi nữa. Bây giờ em đi được chưa cô? Ba em có nhắn em nói gì với cô không? Ê, chút xíu nữa em quên rồi. Ổng nhắn có một câu mà ổng dạy em gần 4 tiếng đồng hồ em mới thuộc đó. Ổng nhắn em nói với cô gì nè? Sao? Happy birthday chú Du. Bye bye. Em bé. Anh Linh, sao anh không giữ lời hứa với em? Anh đã hứa những gì anh không nhớ sao? Anh Linh, anh Linh ơi. Thanh Hương, chúc mừng sinh nhật. Anh Linh. Thanh Hương. Anh Linh, thời gian qua anh ở đâu? Anh làm gì? Anh có biết là gì cấm lệ? Thanh Hương à, chúng ta cùng giao hẹn với nhau một điều, đừng ai hỏi về đời tư của nhau cả, nhất là chuyện riêng của mẹ con anh. Em đồng ý không? Tại sao? Ai cũng có một mảnh đời riêng tư thầm kín để mà vui buồn, để mà thương hận. Anh không muốn những điều đó làm u ám đi những lần gặp hiếm hoi này. Sao anh khắt khe với em quá vậy? Em muốn được quan tâm đến những vui buồn thành bại của đời anh. Anh Linh, trả lời thật, trả lời thật cho em biết, anh có coi em là bạn không? Sao em hỏi như vậy? Nếu không thì hôm nay anh đâu có đến đây để cùng em gặp mặt. Nhưng Hương à, trên dòng đời gieo neo, thân của anh như bèo trên sóng khơi, là mây xám dâng ngang trời trong đêm giao mùa buồn buồn lối. Từ khi mình biết nhau tuy chưa thiết tha ân tình đôi trao, nhưng nghe lòng mến thương làm sao vì phút giây. Hãy
giữ gìn ngày xưa chúng mình. Để mai sau này vẫn còn vẹn nguyên. Giây phút đầu tiên. Anh Linh, Thanh Hương, nếu em thật sự quý mến anh thì mỗi năm anh sẽ đến chúc mừng sinh nhật của em, và hãy dành trọn vẹn thời gian gặp gỡ ấy cho những niềm vui ngọt ngào và trong sáng. Đối với anh, đó là niềm vui duy nhất của cuộc đời. Bây giờ thì anh xin được mời em, người bạn nhỏ của anh, cùng anh dạo chơi đây đó, để anh được hưởng chung những niềm vui mà em san sẻ cho anh. Anh Linh, em rất hân hạnh. Mời em. Vậy là thằng Hoàng con của dì nó không đến à? Anh chỉ tặng quà thôi. Anh thất hứa với con, phải chi dì đến sớm một chút á, thằng bé nó chạy đi mất rồi. Dì biết có hỏi thằng bé nó cũng không có chỉ đâu. Dì không biết nó còn đánh mặt dì đến bao giờ nữa. Dì đừng buồn mà. Tuy dì cháu mình không gặp mặt, nhưng ảnh cho người đến tặng quà sinh nhật cho con, ít nhất dì cháu mình cũng biết được rằng ảnh vẫn bình yên. Thanh Hương à. Dạ. Dù muốn dù không á, thì dì cũng phải nói với con. Năm nay con đã 24 tuổi rồi, sự nghiệp của con đã thành đạt. Biết bao tấm chân tình đang đợi chờ con mở rộng vòng tay để đưa cùng xây đắp một tương lai. Sao con đành gạt bỏ ngoài tay những lời thề hẹn bấy lâu nay. Tuy vì đây là mẹ ruột của
của Hoàng, vì quý yêu nó bằng tất cả tấm chân tình. Nhưng thấy con chờ đợi âm thầm, vì sợ rồi con phí tuổi xuân. Vì vì đã thương mà dại dột, con hiểu gì bằng chân tình cao đẹp. Nhưng con chưa nghĩ chuyện gia đình, đâu phải là âm thầm chờ đợi ai. Con với anh Linh đã 10 năm cách biệt, sao chỉ vài lần gặp gỡ mà thôi, thì cảm tình đâu mà chờ mà đợi, sao gì cứ lo sợ vô vơ. Con nói vậy á thì dì hay vậy, nhưng con nên nhớ dì cũng là đàn bà con gái như con. Dì đã trải qua đoạn đường mà con đang bước bây giờ, nên dì hiểu tâm sự của con lắm. Thôi mà, con không có vậy đâu mà dì sợ. À, tối nay dì Dượng nhớ đến dự sinh nhật của con nha, con đợi đó. Làm sao mà không đến được hả cô phó giám đốc tài ba? Dì cứ ghẹo con hoài hả. Phó giám đốc một công ty nho nhỏ làm sao có tài bằng một nữ luật sư danh tiếng như dì chứ. Nói qua nói lại rồi á, dì cháu mình tự tân bốc với nhau thôi. Bó hoa đẹp quá. Phải chi sinh nhật mỗi năm của dì có thêm một bó hoa của thằng Hoàng á thì hạnh phúc cho dì biết mấy. Đó, dì lại thở dài rồi. Dì đã hứa với con là không có buồn nữa mà. Dì chỉ ao ước thôi mà. Tình thế của dì bây giờ chỉ còn biết cầu nguyện Phật trời phù hộ cho thằng Hoàng được sống bình yên và hạnh phúc. Được như vậy dì đã mãn nguyện rồi con ạ. Dì Lệ, trời Phật sẽ phù hộ cho mẹ con dì. Làm gì mà la lớn dữ vậy? Bộ con không biết là ba đang bị... Dạ con quên. Ý, mà có gì ba phải sợ chứ? Xứ này là xứ của mình mà ba. Hãy có động một chút á là sẽ hay liền. Không trễ một giây, ở ngoài đầu ngõ dài vô trong này, chỗ nào cũng có mẹ ta. Hô hô một tiếng thì ở đây ba giọt liền. Nè, cỡ nào cũng không lại cái miệng mày, sao giờ mày bỏ chạy về đây? Công việc của ba giao phó mày lo tới đâu rồi hả? Con của ba làm đâu thì được có. Ba biết rồi, mày giỏi, mày hay. Con hay là tại vì con giống ba. Thôi đừng nịnh nữa, báo cáo ngay tức thì, nói đi. Vừa khát nè, như vừa mệt nè, vừa mỏi chân nè. Trời đất ơi, nói sao nổi. Trời ơi, thôi để con đi ngủ một miếng đã. Chừng nào con tức gì sẽ nói cho ba nghe. Ngủ phải không? Muốn ngủ hả? Nè, lau cá nè, lau cá nè, lau cá nè. Nhộp ơi, nhộp ơi. Nhộp mà phải không? Nè, bây giờ muốn làm giá với ba phải không? Làm giá nè, làm giá nè. Nhộp ơi, chết luôn. Rồi sao, nói không? Ba không thọt lét con nữa, bây giờ ba rót nước con uống nghe. Ha, hiểu không? Làm đi đi ba. Rồi được rồi thằng cha mày, bữa nay mày sai tao chót nước nữa ha. Tao mắc nợ mày kiếp trước quá. Nè, nước nè, uống đi. Đạo quá. Trời ơi trời, uống nước mà làm như uống rượu, nó khà quá trời quá đất rồi. Đã rồi nói được chưa hả? Vừa đã vừa nói mới hay. Hồi nãy con đinh bó bông của ba tới gặp cổ. Rồi sao? Trời đất ơi, cổ đẹp quá trời đi ba ơi. Đẹp là cái chắc rồi, ai nhờ mày khen mày. Nói tiếp đi. Con đưa cổ. Cổ hỏi của ai? Con nói của ba. Cổ nhận bó bông xong con về. Hết. Nhận bó bông xong cái con về rồi hết. Trời đất ơi, gì mà cục ngủng gì ông con. Ê nhóc, mày chơi ba đó hả, phải không? Để từ từ mới hồi hộp chứ. Hồi nãy là tập 1, bây giờ là tập 2. Mày nói mẹ đi rồi, trời đất ơi, giờ tập 1, tập 2 nữa. Con hỏi con, sao? Ba ở đâu? Con nói ba
tôi ổng dữ lắm. Trời trời ơi. Ổng cho tôi nói có gì ổng đánh tôi hốt xương luôn á. Trời ơi, nhóc ơi, là nhóc có đánh mày hồi nào mày? Thì con lấy uy tín cho ba thôi mà. Cổ năn nỉ con chỉ chỗ của ba. Con không chỉ. Con thấy cổ buồn lắm. Phải rồi, con không chỉ là đúng đó. Ba cũng biết là cổ sẽ buồn lắm con à. Và còn một người nữa cũng buồn không kém gì cô ấy đâu con. Ủa, buồn ai vậy ba? Má của ba, bà nội nuôi của con đó. Con không hiểu nổi, ba má con bỏ con ngoài gốc cây á. Ba lượm về ba nuôi. Còn bà nội thương ba, bà nội muốn gặp ba, sao ba không chịu gặp chứ? Lộc, con, chuyện của ba có nhiều éo le trắc trở lắm con à. Không phải chỉ bây giờ mà từ 10 năm về trước, ba nhớ bà nội lắm. Ba khao khát được ở gần nội để được nội thương yêu. Lúc đó ba là một cậu bé vừa tròn 19 tuổi. Ba đã lang thang đầu đường xó chợ. Ba dò hỏi khắp nơi để tìm nơi ở của nội con. Nhưng mà con ơi, khi đối diện với người mẹ mà ngày đêm ba thương nhớ thì ba mới hay. Bao năm cách biệt không gần bên mẹ, đã lắm đổi thay vì phân ly từ bấy lâu nay. Dòng đời nghĩa cay để cho số phận mỗi người nặng mang. Nào còn mong chi chung một mái nhà được sống yên vui. Vì trong năm tháng người tìm ra bên bờ thương yêu, họ ấm êm ba đặt ra đi. Ba ơi, nhưng mà ba có biết vì sao ngày xưa bà nội bỏ rơi ba không? Ba kể cho con nghe đi ba. Lộc à, bà nội con không bỏ rơi ba, chỉ vì bà nội con muốn sửa sai lầm này. Nhưng hoàn cảnh để đưa để bà nội mắc phải sai lầm khác. Cuộc đời của ba bắt đầu bằng một đêm lầm lạc của bà nội con đó con à. Vô đi em, để anh mở đèn. Anh ở đây có một mình. Em tin không? Em không tin đâu. Nếu anh ở một mình á, thì tại sao quen em hơn nửa năm nay rồi mà đến bây giờ anh mới chịu đưa em tới? Vì anh chờ đúng vào dịp đặc biệt nhất là em sắp thi vào đại học. Anh muốn tạo cho em niềm vui đặc biệt trước khi bước vào cuộc thử thách. Em ơi, nghe anh hỏi nè. Nếu thi vào đại học đó ha, em sẽ chọn ngành nào nè? Má em thì muốn em trở thành một bác sĩ. Còn em á, em lại thích làm một nữ luật sư hơn. Làm luật sư? Ừ. Em chọn nghề luật sư sao khô khan quá à. Lúc đó đó nghe, ngôi nhà này sẽ buồn vì thiếu vắng em đó. Thôi đi, một thương gia trẻ như anh, thiếu gì người muốn đặt chân vào đây nếu được anh đồng ý. Và em chắc chắn một điều á, em không phải là cô gái đầu tiên được anh mời. Đúng vậy, căn phòng này có những lúc tưng bừng náo nhiệt vì những tiệc rượu thâu đêm. Có những khi chìm lặng dưới ánh đèn mờ bởi những tiếng thì thầm của những thiếu nữ. Anh nói vậy, anh không sợ em ghen sao? Anh không sợ, vì em là một cô gái thông minh nè. Em thừa biết rằng những gì xảy ra tại đây những lần trước đó chỉ là sự chuyển động của những gì tinh tú cô đơn giữa khoảng không bao la vô tận. Vậy còn em? Còn em chính là một vì sao sáng long lanh mà nhân gian thường gọi là sao giờ. Sao kỳ vậy? Em đến bên anh để cho đời anh thêm nhiều diễm phúc được người ta gọi đó là sao chồng. Ngộ quá ha. Luôn luôn cận kề bên nhau trên dải thiên hà dù ngàn năm.
năm không dời đổi. Có sao vợ rồi đó hả? Thì chồng đâu dám nhìn xa xôi. Thiệt không đó? Thiệt mà. Em không tin hả? Không tin thì anh thề nè. Đừng, đừng thề chi đâu, thiếu gì những kẻ vội vàng quên đi. Nếu thật lòng cùng nhau thì trọn đời đâu dễ gì nhạt phai. Em đã vào đây là em đã tin anh luôn thật lòng mà yêu em tha thiết. Em ơi, lần đầu tiên trong đời anh ngây ngất miên tình khi ở cạnh bên em. Cũng chính từ nơi em mà anh hiểu được rằng tình yêu sao vô cùng cao quý. Nếu không được bên em, anh nghe lòng vẫn đầy nhớ thương. Anh Minh nè, vậy chừng nào anh mới về dưới để gặp má em? Anh cũng nóng lắm, nhưng chuyến mua bán lần này vô cùng quan trọng, anh cần phải theo dõi thường xuyên. Khi xong mọi việc đó, anh sẽ đưa em về dưới để ra mắt bà già vợ tương lai. Ê chết, trời mưa rồi, làm sao bây giờ anh? Cơn mưa đến thật đúng lúc. Hả? Anh nói gì vậy? À không không, anh nói cơn mưa bất chợt thường mau dứt. Em ơi, em ngồi đây đi, ngồi với anh một lúc nữa nha. À, trời tạnh mưa đó, anh sẽ đưa em về. Em lên đây ở nhờ người bà con, về khuya quá lỡ họ nói lại với má em bị rầy chết đó. Tại trời mưa chứ đâu phải em muốn vậy đâu. Lệ ơi. Dạ. Anh lạnh quá à, em có lạnh không? Em cũng hơi lạnh á. Em lạnh hả? Anh để anh ôm em cho đỡ lạnh nha. Ê anh Minh ơi, anh buông ra đi. Lệ à, cho anh được sưởi ấm người yêu của anh khi trời đang mưa. À, trong cái không gian riêng biệt này có em tựa đầu trên lòng ngực đó, thì anh mới cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng vậy đó. Em có nghe gì không em? Có, em chỉ nghe tiếng mưa thôi. Nghe tiếng mưa thôi hả? Em quên tiếng mưa ấy đi. Em sẽ nghe nhịp đập của trái tim anh đây nè, cũng như anh đang nghe nhịp đập của trái tim em. Anh và em đang hòa quyện vào nhau, tạo nên âm gian triền miên huyền ảo của khúc nhạc tình muôn thuở. Đó, em nghe chưa? Em đã nghe rồi. Em đã nghe. Lệ ơi, anh yêu em lắm, em có biết không? Anh Minh à, em biết. Anh nhưng đừng anh Minh. Anh sẽ cưới em mà. Chúng ta sẽ là chồng vợ. Em sợ. Em đừng sợ. Anh Minh. Lệ ơi, anh yêu em. Thank you.
những trăng xa hước trên trời, hẹn trăng về tìm giây phút say mộng yêu đương nói lời yêu đương. Ơi quê hương xinh đẹp ngàn đời, con sông trôi xuôi về biển cả, người sao nỡ đêm tối gió mưa như vậy mà cô còn đến tìm ai đây hả? Chú ơi, có anh Minh ở nhà không chú? Làm ơn chú cho cháu gặp anh Minh đi chú, cháu có chuyện gấp lắm mà. Kiếm vợ lúc này là biết gấp lắm rồi, nghĩ cũng tức cười. Tôi già rồi mà cứ bắt tôi phải chứng kiến cái cảnh một người thì đứng khóc ngoài cổng, còn một người thì cười cợt lả lơi bên cậu hai ở trong vũ trường khách sạn nào đó. Thiệt là tôi không hiểu nổi con gái mấy cô mà. Chú ơi, chú nói ai ở bên cạnh cậu hai và hiện giờ anh ở đâu hả chú? Cô còn hỏi làm gì nữa? Nếu như cô đã từng đùa vui với cậu hai trong khi ở bên ngoài có người chịu đăng thì cũng như hôm nay cô sẽ đổ lệ u hoài, còn cậu đang vui thú bên má hồng men say. Không, anh Minh đã cùng tôi kề cận nửa năm rồi, anh thề luôn chung thủy không phụ bạc tình. Cô đừng nên mơ tưởng cậu là bướm đa tình, tin bao lời ước hẹn là cô đã chuốc quả vào mình. Không, tôi không tin anh nợ nhận tâm lừa gạt một cô gái quê mùa chân chất. Vì đã nửa năm dư là thời gian đẹp nhất giảm cho tôi bằng tất cả chân tình. Anh khuyên tôi gắn học để có tương lai sáng đẹp cho mình. Tôi đã cảm phục một con người tư cách và thái độ chân thành, anh lo lắng cho tôi nên tôi tin rằng anh sẽ mừng vui và sẽ cùng tôi sửa soạn ngày hôm lễ để bào thai này tăng thêm nguồn hạnh phúc cho anh và tôi trong tình nghĩa vợ chồng. Cô đã có thai và gần 2 tháng rồi. Vì vì anh hứa là sẽ cưới tôi làm vợ, anh không có lừa gạt tôi đâu, anh không có gạt tôi đâu chú à. Cô ơi, tôi đã chăm sóc cho cậu hai từ thuở âu thơ cho đến tận bây giờ, nên cô hiểu cậu từ tánh ăn nết ở, từ mỗi việc làm đến suy nghĩ ở tâm tư, sống trong bạc tiền nhung lụa giàu sang luôn được sự chiều chuộng nâng niu của cha mẹ, nên đối với cậu cuộc đời luôn đơn giản, đâu ngại nói những lời ngon ngọt ở đầu môi. Đây là lời chân thành, xin cô hãy tin tôi, hãy lo liệu cho mình trong thời gian sắp tới, đừng tuyệt vọng khổ đau, cũng đừng
chờ đừng đợi chớ nặng mang chi thương tình tạm không không anh Minh không thể là con người như thế. À, đến nước này tôi đành phải nói thật cho cô biết, kể từ ngày mai cậu tôi sẽ trả ngôi nhà mướn này lại cho người ta, vì ông chủ tôi đang gọi cậu về để chuẩn bị ngày hôn lễ. À, chú nói sao? Anh Minh sẽ cưới vợ à? Phải. Không, nếu vậy tôi phải tìm ảnh cho bằng được. Anh không thể nào lừa dối tôi đâu. Anh Minh, anh Minh. Ôi mà anh Minh, em chịu thua, nhậu quá hả? À, cười đi, cười đi, ráng cười cho đã đi. Rồi mai mốt làm ơn đừng kiếm cái ông già này mà khóc. Kìa, mợ mới về hả mợ? Ờ, cậu về chưa? Dạ chưa. Hồi nãy cậu có điện thoại về mà mợ không có ở nhà. Cậu nhắn tôi nói với mợ sửa soạn sẵn đi để cậu về chở mợ đi ăn tiệc. Tiệc tùng hoài sao tôi mệt quá. Ông làm ăn tôi cũng làm ăn, có bao giờ tôi kéo ổng đi tiệc tùng phiền phức đâu. Chiều nay tôi có hẹn rồi, làm sao đi với ổng được chứ. Dạ nếu vậy mợ cứ đi đi, chừng cậu về tôi nói lại. Chú nói sao? Thì mợ nói sao tôi nói lại cho cậu nghe y như vậy đó. Trời đất ơi, chú làm ơn làm phước đi, đừng có thiệt thà quá vậy. Cậu của chú đã quá nghe quen những lời ngon ngọt của tình nhân rồi. Vì tôi quá bực mình cho nên tôi mới nói vậy thôi. Chú học lại y thinh là chú muốn hại tôi rồi. Dạ tại ông ở nhà cho tôi theo cậu từ nhỏ, cái phận người làm thì không được dối gian. Dạ cậu biết được thì cậu đuổi tôi ngay đó mợ à. Nè nè, nhưng trong nhà này tôi được gọi là mợ hai, chú nghịch ý tôi thì chú cũng sẽ biết tay. Tôi có đủ quyền tống cổ chú ra ngoài, chú nên biết điều và có đôi chút khôn ngoan. Dạ tôi biết chứ mợ, người ăn kẻ ở mà, nếu làm nghịch ý chủ thì đúng là ngu dại. Cậu thì tôi rành rồi, còn mợ thì thật tình và tôi chưa hiểu biết. Rồi đây chú sẽ quen thôi. Bài học trước tiên tôi dạy cho chú là mọi chuyện xảy ra trong nhà này, chú đừng có trung thực quá. Nếu như tôi nói hay làm điều gì phật ý cậu thì chú phải uyển chuyển cách nào đó để cho cậu đừng có ý nghĩ xấu về tôi. Dạ có nghĩa là tôi phải nói dối. Nếu không muốn nói dối thì tốt nhất là chú nên im miệng lại. Nhưng sự im lặng cũng là câu nói dối tệ bạc đó thưa mợ. Ở đời mà đôi khi cũng nên nói dối. Nói dối để mà có cơm ăn áo mặc đó chú ba à. Dạ cảm ơn mợ đã dạy. Nhưng cuộc sống này đã cho tôi hiểu một điều, những thứ giả tạo không thể tồn tại lâu đâu mợ à. Thôi, tôi không có thời giờ đôi co với chú nữa. Vậy thì tôi không dám làm phiền mợ nữa. Ông già tôi chắc không được bình thường, nuôi trong nhà toàn là cái thứ cây cao bóng mát không. À, làm cái gì mà lầm bầm một mình vậy cưng? Anh vừa mới tan sở mà, có trễ đâu mà em giận. Đâu có phải giận anh, mà em giận mấy đứa làm ăn chung kìa. Họ làm gì cho em giận vậy? Anh nghĩ coi, em đã giao hẹn rõ ràng. Từ khi mới hùng hạp làm ăn, vì muốn có thì giờ săn sóc cho anh, nên em để cho họ lo lắng trong ngoài. Vậy đó, mà nay thì mời, mai thì gọi, không có em thì họ không chịu được. Anh biết không, mới vừa rồi nè, khi họ điện thoại tới đây, bảo em tối nay ở đó có việc cần. Em à, anh đã nói biết bao nhiêu lần, em đừng nhọc công vất vả, sống cho thư thả an nhàn, cứ để cho anh lo tất cả. Nhưng anh ơi, phụ nữ ngày nay đâu chỉ biết lo mài da, mà phải ra ngoài xã hội để làm ăn, ganh ghét cùng
dòng bao nỗi khó khăn. Nhà mình có khó khăn gì đâu mà em gánh vác chứ. Nhưng mà em thích. Thôi bỏ chuyện đó đi em. Em lên thay đồ đi, để anh chở đi ăn tiệc. Em đã nói là em đang bận mà. Bữa tiệc tối nay mọi người đều mong thấy mặt em. Anh đã hứa rồi mà, đừng có để họ cười anh chứ em. Thôi mà anh, chuyện làm ăn mua bán của em cũng quan trọng lắm chứ bộ. Rồi còn mấy dây hụi chiều nay khui nữa, bạc tỷ chứ chơi sao. Đừng giận nghe cưng, mai mốt em đền lại cho mà. Chúc anh vui vẻ nghe. Rồi. Trời, đi mất nữa. Một đời đào hoa rồi cuối cùng cũng bị trói chân vào cái sự tẻ lạnh này. Đúng mà, đúng là cái sự quả báo mà. Anh Minh. Kìa cô. Cô muốn tìm ai? Anh Minh, anh không nhớ em một mãi mai nào sao anh Minh? Trước kia trong cuộc đời phóng túng, tôi đã từng giao thiệp với biết bao cô gái ở vị trí người tình. Bây giờ tôi đã có vợ rồi. Hả? Tôi không thể nhớ. Và đúng hơn là tôi không có quyền nhớ tới. Nhưng có một điều mà anh không có quyền chối bỏ. Đó là điều mà tôi đây mang nặng sau một cái đêm lạc lòng giữa trận mưa. Một thời gian tôi phải sống âm thầm, sau khi mỏi gối tìm anh mà anh thì tung tích biệt mù. Tôi hiểu rằng mình dại, mình ngu, đã tin vào những lời chót lưỡi đầu môi. Nguyên trình đã mất đi rồi, sao thấy cuộc sống năm xưa giờ tôi lãng quên rồi. Như dòng đời lặng lẽ êm trôi, còn nhắc lại để mà làm gì, chỉ thêm sầu hận thôi. Mỗi người hãy tự lo cho quãng đời trước mặt. Nhưng sao lưng tôi là trách nhiệm nặng nề, cuộc đời tôi không kể tới đã đành, nhưng mình còn lại một đứa con. Cái gì? Đứa con? Cô muốn nói đứa con nào? Là giọt máu rơi mà anh để lại cho tôi sau cái đêm tôi trót mang lầm lờ, cho đến hôm nay thành nỗi niềm trăn trở khi nghe con tôi khóc nghẹn giữa đêm. Tôi đã sanh nó ra giữa một chiều thu gió loạn mưa cuồng, tiếng khóc chào đời luôn là điều thánh thiện trong sự mong chờ hạnh phúc của người thân. Còn tiếng khóc con tôi sao vứt ngàn từng cơn như báo hiệu cho cuộc đời. Hận tôi đã sai đường lạc lối, và nó khóc hận anh từ chối một thâm tình. Tôi nói cho cô nghe, tôi không có ý muốn chối bỏ nó, mà vì tôi không thể ngờ sao mình có nó chứ. Trời ơi, mà tại sao cô lại để ra tới nông nỗi này? Mà tại sao cô lại nuôi dưỡng chi khi biết rằng đó là kết quả của đêm lầm lạc? Vì tôi không nghĩ đó là một đêm lầm lạc, mà tôi muốn tìm anh trên đoạn đường phiêu bạc để nó giúp chúng ta viết trọn bản nhạc tình. Nhưng có ngờ đâu tôi đã cứu mang bao khổ hận cho mình, vì nó mà tôi phải bỏ nhà ra đi biệt xứ. Nhưng tôi vẫn giữ trong lòng hy vọng gặp lại anh,
để con tôi có tên cha trong tờ giấy khai sinh, để cho tôi trở lại quê xưa mà không nghe lòng hổ thẹn. Nhưng giờ gặp anh thì niềm tin tắc nghẹn, và mới chợt nghe mình đã phạm sai lầm. Sai lầm không bắt đầu từ đêm đó, mà sai lầm là bắt đầu từ khi mà cô quyết định giữ lại cái bào thai kia kìa. Không, sai lầm bắt đầu từ khi tôi quyết định bước vào đây để đòi hỏi cho con một chút tình phụ tử. Lệ à, bây giờ cô muốn tôi phải cư xử làm sao khi cuộc đời của tôi bây giờ không phải là của riêng tôi nữa? Cô cũng là đàn bà, liệu cô có chấp nhận cho chồng của mình đem chuyện gối chăn mà chia ba xẻ bài, hay là đón về đây một đứa con vô thừa nhận là sự rơi dãi của một quãng đời thác loạn buông trôi? Điều đó chỉ tạo nên bóng mây mờ u ám cho tất cả chúng ta trong cuộc sống sau này. Tôi tin rằng chính bản thân cô cũng không chấp nhận cho con mình sống cảnh con chồng mẹ ghẻ. Hoàn cảnh giờ đây không thể nào khác được, tôi chỉ biết dùng lời tạ tội với riêng cô. Tôi đủ rồi, đã quá đủ cho con của tôi suốt 2 năm chờ đợi, quá đủ cho một người con gái nhẹ dạ non lòng. Tôi cảm ơn anh. Anh đã coi như không có tôi thì trọn đời anh cũng đừng bao giờ tìm đến nó. Nó không bao giờ chấp nhận một người cha giống như anh đâu. Vinh Miệt, Vinh Miệt. Lệ, Lệ. Mày có ghét tao á thì mày nói đại đi. Tại sao mày cứ theo phá hại tao hoài vậy hả? Linh ơi, có đứa nào đó không? Đi kêu cái thằng cát đảng cô hồn về cho tao biểu coi. Linh ơi. Dạ thưa má kêu con. Cái thằng âm binh dịch vật, mày muốn phá cho cái nhà tao nó tàn mạt rồi mày mới vừa lòng hả dạ phải không? Trời Phật ơi, làm ơn ngó xuống mà coi, nó hại tôi nè trời ơi. Linh ơi, sao mày độc ác với tao quá vậy mà Linh? Má ơi, có chuyện gì vậy má? Mày còn hỏi tao có chuyện gì nữa hả? Biểu mày đi cột bò cho nó ăn cỏ, mày cột cái kiểu gì mà nó bứt đứt dây, rồi đâm đầu chạy qua đường lộ, xe hàng đụng nó lăn quay mà mày không biết không hay. Trời ơi, đứng lại. Trời ơi, cái đồ quấn ngăn hại, người ta xé thịt nó ra rồi mày chạy ra ngoài làm chi? Con vẫn cột chốt thương ngài, đâu có ngờ nó bứt dây. Chuyện gì mày cũng không ngờ, vì người thiệt là tao đây nè. Chuyện gì lờ tôi chứ thiệt tình con đâu muốn vậy. Xin lỗi má, từ nay con cẩn thận nhiều hơn. Sao? Cẩn thận, cẩn thận hả? Mày có biết không? Một con bò đó mày biết không? Bao nhiêu tiền của tao đổ vô cho nó? Một tiếng xin lỗi của mày là đủ rồi phải không thằng khốn nạn? Ui da! Thì chết đi! Thì chết đi! Trời ơi, tại sao xe hàng không đụng cho nó bể đầu, nó chết cho rồi đi. Bây giờ đụng chết con bò của tôi nè. Trời ơi là trời. Má, chẳng lẽ con không quỳ bằng con bò sao má? Phải, con bò đó là tiền là bạc của tao. Còn mày, mày là thứ cái đồ báo cô báo hại mà. Con báo cô báo hại hay trong nhà này, con cũng là một thứ trâu bò biết nói.
Về sớm thưa khuya dãi nắng dầm mưa, cơm lành canh thiêu đủ điều cơ cực. Trong khi hai em con được chăm sóc nâng niu, được đến trường ăn học, còn con phải cực khổ sớm hôm tay cha gia nam mà vẫn không làm cho ba má được vui lòng. Má ơi vẫn biết cha mẹ thương con mấy, ai chia sẻ cho đồng phần làm anh cũng gánh điều thua thiệt, và mọi thứ nhọc nhằn vì thương mẹ thương cha. Nhưng nhiều khi con tự hỏi trong cây thua thiệt mà con âm thầm chấp nhận, kia đâu có hơi thở thâm tình mà chỉ toàn là thứ hớt hủi miệt dân lạnh nhạt vô tình như người xa kẻ lạ. Rồi bây giờ mày bắt lỗi ngược lại tao với ba mày phải không? Mày nhìn kỹ cái thây của mày đi. Không lẽ mày bắt tao với ổng phải nâng niu chiều chuộng mày giống như hai đứa nhỏ vậy hay sao? Không nâng niu chiều chuộng không có nghĩa là nguyền rủa mày khinh má. Mày phá hại nhà tao như vậy mà mày không cho tao rầy la mắng chửi mày, hay là mày nhảy lên bàn ngồi đi cho tao thờ mày luôn. Má, mày muốn nói gì nữa? Con biết những khi con làm cho ba má ưu tiền, nhưng má nghĩ coi, con sớm thèm được cấp sách đến trường thì ba má lại không cho con đi học nữa. Con nhớ hồi năm sáu tuổi ba má đã thương yêu con như hai đứa em nhỏ hiện nay, nhưng kể từ khi có chung thì con đã biến thành một thứ ăn nhờ như kẻ lá người dưng. Mày nói gì? Nếu mày muốn làm một thứ người dưng thì sẽ là người dưng. Mày đã lớn khôn tao không giấu nữa làm gì. Mẹ của mày là một thứ người hư đốn, không biết giữ mình nên đã chịu thái quan mới đẻ ra một cái thứ như mày đây. Má chợ giận hờn rồi nói chuyện không vui, hàng xóm họ chê cười và biểu nhà ta. Nhà của tao không biết sợ ai cười, mày là con quan thì tao nói là con quan. Mày không tin chứ gì? Nếu vậy tao kể tận tường cho mày rõ. Mày đã được sinh ra là một đứa không cha. Má mày đem về cho bà ngoại mày nuôi, rồi bỏ nhà đi biệt tích. Nghe nói bây giờ bác học thật cao, có chồng giàu và có đứa khai con. Bà ngoại của mày qua đời đột ngột, nghĩ tao không khôn bà mới nhờ tao nuôi dưỡng. Nguyễn Văn Hoàng tên do má mày đặt, để chứng minh mày là đứa con lầm lỡ, sau đó đổi tên Hoàng Linh cho mày. Không mơ vì má giận con nên má đặt điều con là con ruột của nhà này. Ba má chính là cha mẹ ruột của con. Nếu mày không tin thì tao có bằng chứng rõ ràng. Có một sợi dây chuyền người ta đeo cho mày có khắc rõ họ tên. Mày không tin phải không? Được rồi, để tao vào trong lấy sợi dây chuyền coi mày tin hay không. Mày xem đi, sợi dây chuyền Nguyễn Văn Hoàng. Mặt bên kia có hình của bà mẹ tội lỗi của mày đó. Mày lật bên kia mày coi đi. Nó không phải là của con. Người đàn bà này không phải là mẹ của con. Má nói dối, má nói dối. Mày không tin chứ gì? Mày không tin thì tùy mày. Sau khi bà ngoại mày mất, tao sợ má mày tìm về đòi lại, vì lúc đó vợ chồng ta không sanh được.
nên tao phải dời nhà xuống đây và biên thư nói dối với má mày là mày đã chết. Bây giờ mày đã biết rõ rồi đó, người đàn bà trong hình này là Cao Thị Cẩm Lệ, là mẹ ruột của mày, có ghi địa chỉ trong đó. Mày muốn biết sự thật thì cứ đi tìm. Nếu bà ấy chưa dọn nhà đi, thế nào thì mày cũng tìm kiếm được mẹ ruột của mày. Linh ơi, còn tao á, tao nói thiệt với mày á, tao chán mày lắm rồi Linh ơi. Là Linh, đây là mẹ tôi sao? Tôi là thằng Nguyễn Văn Hoàng, đứa con vô thừa nhận đây sao? Không, không, bao nhiêu bất hạnh đã đủ rồi, đừng hành hạ tôi nữa, đừng xô đẩy tôi nữa, tôi không muốn gặp ai hết, tôi không muốn. Tên gì vậy? Em tên Hương, ai cũng gọi em là bé Hương. Còn anh? Anh tên là Hoàng, má anh đặt cho anh đó. Sau khi bà ngoại mất, ba má nuôi anh đặt cho anh cái tên là Hoàng Linh. Tên Linh dễ thương hơn đó. Vậy chứ anh Linh muốn tìm ai? Anh muốn tìm bà Lệ, Cao Thị Cẩm Lệ, dọn về ở cư xá này khoảng vài năm. Vậy mà nãy giờ anh không có nói nhà. Dì Lệ ở gần với em nè. Dì Lệ thương em lắm, đã nhiều lần dì ẵm em ở trong tay, cho em nhiều quà bánh rồi kể cho em nghe chuyện nhiều lắm. Dì nói rằng đang đi học làm luật sư, hồi đó em không biết luật sư là cái gì. Dì bảo rằng mai một lớn lên em sẽ biết được mà thôi. Hương là người có cha có mẹ, con được gì bồng ấm nâng niu, coi như Hương còn có phước hơn anh nhiều. Anh chỉ có một mình quạnh hiu. Vậy ba má anh đang ở nơi nào, nỡ bỏ anh một mình vậy sao? Anh không có ba má, bà ngoại mất lúc anh còn nhỏ, người ta đem anh về nuôi. Sau đó họ có con của họ, họ bỏ rơi anh. Họ nói anh là con quan con dại, anh tuổi quá nên anh mới bỏ nhà đi. Tội nghiệp anh quá. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh 19 tuổi. Vậy anh lớn hơn em 4 tuổi, năm nay em 15. Anh Linh à, bây giờ anh ở với ai vậy? Anh sống lang thang bên vỉa hè cùng những đứa mồ côi, đi làm thuê làm mướn, có lúc đôi lòng phải chịu nằm co, đêm về ngủ dưới mái. Sao đời anh quá nhiều cơ cực, không mẹ cha, không cửa, không nhà, rồi anh biết sống thế nào? Anh cũng muốn mình bên cạnh mẹ cha để được yêu mến thiết tha, nhưng người ta không muốn nhận à nhìn. Sao mà họ quá vô tình? Vậy từ bây giờ chúng ta là bạn, khi buồn anh cứ đến tìm em. Bé Hương không khinh anh sao? Hương thương anh lắm. À, tối nay ba má em
sẽ làm lễ sinh nhật lần thứ 15 cho em. Anh Linh tới chơi nha. Anh không có quà cho bé Hương thì sao? Không cần đâu, anh tới chơi là em vui rồi. Nhớ nha anh Linh, tối nay em đợi đó. Kìa, dì Lệ về kìa, anh qua gặp dì đi, để em còn vô học bài nữa. Em vô nha anh Linh. Dạ, cháu chào bà. Chào cháu. Cháu cần gặp dì hả? Dạ, ông có nhà không vậy bà? Chồng của dì đi công tác xa, cháu quen với ổng hả? Dạ không. Dạ, cháu đến là để tìm bà. Tìm tôi? Nhưng mà cháu là ai? Dạ, cháu tên là Linh. Nhà cháu dưới quê á. Vì cháu không cha không mẹ nên cháu chơi rất thân với lại với thằng Hoàng con trai của bà. Thằng Hoàng con trai tôi? Chứ không phải nó đã chết từ khi vừa lên 4 tuổi? Người ta gửi thơ báo cho tôi biết như vậy mà. Hồi cha mẹ nuôi nó chưa có con, họ không muốn thằng Hoàng biết gì về cha mẹ nó, nên họ mới biên thư. Báo cho bà hay là nó đã qua đời. Nó sống yên vui trong 3-4 năm trời. Nó nào biết nào hay mình là đứa con bất hạnh. Từ lúc mới chào đời đã bị cha mẹ bỏ rơi. Vì việc học của tôi nên phải gửi nó về quê ngoại. Tôi đi học xa thì ngoại nó qua đời. Lúc tôi về quê thì hay tin nó cũng không còn. Cháu à, rồi bây giờ nó còn ở chung với họ hay không? Nó bao lớn rồi dần dáng nó ra sao? Nó có biết được rằng nó vẫn còn có mẹ yêu thương? Sau khi họ có con thì đứa con nuôi bị đôi sự phụ phàng. Nhờ vậy mà nó mới đầu đuôi thông hiểu, nên nó bỏ sớm bỏ làng mà sống kiếp làng. Trời ơi, con của tôi. Cháu ơi, vậy bây giờ nó ở nơi đâu? Cháu hãy đưa dì đi tìm gặp nó, mau đi cháu. Thằng Hoàng con bà, nó đã chết rồi. Chết? Con tôi đã chết? Cháu, cháu nói thật không? Nhưng mà tại sao nó chết? Bà ơi, nó đã chết trong cảnh cô đơn cơ hàng đối khổ. Vì căn bệnh trầm kha hành hạ suốt bao ngày, tôi đi sưng xó mỗi nơi để mà nuôi nó từng ngày. Hôm đó trước cổng chùa vào sáng rằm tháng 7, tôi được bố thí nhiều tiền nên rất đói mừng vui. Tôi chạy nhanh về cánh chùi rất tả tơi, định lo cho nó dài 3 tháng thuốc. Nhưng nó đã ra đi mà đôi mắt không nhắm được, vì không có người thân đưa tiễn phúc sau cùng. Con ơi, má có tội với con. Má đã để cho con chết trong âm thầm đói lạnh. Trời ơi,
tại sao mười mấy năm trước họ lừa dối tôi để chiếm đoạt con tôi, rồi họ lại xô đẩy nó vào trong nghịch cảnh? Hoàng ơi, con hãy tha thứ cho má. Bà cũng thật sự nói sao? Cháu ơi, có người mẹ nào lại không biết yêu thương đứa con mà mình sinh ra từ nấm ruột? Nhưng hoàn cảnh của dì làm sao cho hiểu được, chỉ biết âm thầm cam chịu mà thôi. Hoàng ơi, mà nhớ từ căn nhà con đã được sinh ra, nhớ nơi mà một dòng đông đưa ngồi ru con ngồi. Nếu ngày ấy má không nghĩ đến mình, không gửi con về ngoài, thì mẹ con mình đâu gặp cảnh như hôm nay. Cái đĩa gì mà đôi tay má vừa nắm được, đâu thể nào thay thế một thâm tình. Lúc đau nặng, nó có trao cho cháu vật này. Sợi dây chuyền của dì đeo vào cổ nó khi gửi nó về quê ngoài. Bà ngoại chết bất ngờ, ba má nuôi nó giữ mãi cái vật này. Sau đó họ muốn đuổi nó đi nên trả cho nó cái này và kể cho nó nghe đầu đuôi câu chuyện. Hoàng ơi, con của má. Bà ơi, thí dụ như con của bà còn sống thì chồng bà có bằng lòng đón nó về cùng chung sống với bà không? Cháu ơi, cái chuyện đó thì để cho dì thu xếp với chồng dì. Thôi đủ rồi, bà không cần phải trả lời câu đó. Cháu không còn gì để nói nữa, xin phép bà, cháu đi. Hoàng con ơi, con của má. Bé Hương, không phải con đang vui sinh nhật với các bạn sao? Có chuyện gì gọi gì đó? Dì đang nấu bếp nè. Con muốn hỏi dì, sao dì gặp con mà sao dì không nhận? Dì có biết ảnh đang khổ sở lắm không? Bé Hương, con nói gì lạ vậy? Con của dì nó đã chết lâu lắm rồi mà. Từ lâu nay dì cứ bảo với con rằng con trai của dì không còn sống nữa. Nhưng chính hôm nay người con trai ấy đã bước vào đây mong tìm lại câu mẫu tử thâm tình. Nhưng vì đã nhận tâm không nhận không nhìn, để cho anh một mình bước đi lủi thủi, con thấy anh cười với con mà mới vào đây anh tâm sự thật nhiều, nhưng không hề nói cho con hay chính vì là mẹ của anh. Vì tạo xa chi rồi xô ảnh vào nghịch cảnh, để dòng gió tới bời vui dẫm mạnh vùng thơ. Bé Hương, có phải con muốn nói đến thằng bé đã đến tìm gì? Nó chỉ nói nó là bạn của con dì. Nó đến báo tin là thằng con của dì thật sự không còn nữa. Bước ra khỏi cửa nhà dì thì anh coi như thật sự mình đã không còn nữa. Dì hãy đọc đi, bức thư này là của cậu bé sáng nay nhờ con trao lại cho dì đó. Đâu? Con đưa cho dì coi. Để biết rằng mình thật sự có mẹ có cha, con thèm gọi lên tiếng má. Tiếng gọi bao năm nay con chỉ âm thầm khẽ gọi trong mơ, những lúc đôi lòng khoe ăn bánh của người ta thì con lại ước ao được ngồi ăn cơm chung với má. Nhưng má sợ người đàn ông kia sẽ không nhìn nhận thằng Hoàng con má giờ đây thật sự đã chết rồi. Không,
Nó không hề nói cho dì biết chính nó là con của dì. Hương ơi, dì không bao giờ xua đuổi nó. Nhưng chính khi anh hỏi Dượng có thể chấp nhận anh không thì dì không thể trả lời. Trời dì ơi, trời ơi, cuộc đời của tôi từ bấy lâu nay sao cứ phạm phải sai lầm. Mười mấy năm trước vì lo cho bản thân mình mà tôi không thể kề cận chăm sóc cho con tôi. Nay nó đứng trước mặt tôi, dù nó giấu che thân phận nhưng tình cảm giữa tâm tư cứ nó long lanh đượm buồn trên khóe mắt. Vậy mà sao tôi ngu, tôi dại, không hiểu được ngụ ý sâu. Hoàng ơi, cho dù cuộc đời của má bây giờ là của người ta, nhưng đâu ai có thể rẽ chia tâm tình mẫu tử. Sao con không ở lại nói lời tha thứ để cho má phải nặng mang ân hận suốt cuộc đời? Trong thơ anh có viết cho con, anh bảo rằng không muốn gì ảnh mà hạnh phúc gia đình của dì phải sạn nứt. Bé Hương ơi, bây giờ nó ở đâu? Con cho dì biết đi con. Anh nhờ người ta trao lại cho con hai bức thư và món quà sinh nhật. Anh không nhắn gửi điều gì hết, nên con cũng không biết hiện giờ anh đang ở đâu. Quyển sổ này anh đã mua để làm quà sinh nhật cho con đó. Trời ơi, con trai tôi, núm ruột của tôi. Ê, dì lại, của dì dính lọ làm dơ hết quyển sổ của con rồi kìa. Làm dơ thật rồi, lọ làm dơ thật rồi. Hoàng ơi, tờ giấy trắng của má ơi, má có lỗi với con đã không rửa sạch tay trước khi chạm vào những trang giấy trắng. Hoàng ơi. Ba má con trách dì cho coi. Dì đừng lo, bài vở con học hết vào buổi tối rồi. Dì ơi, nếu như anh Linh cố tình lánh mặt dì hoài, không lẽ dì cứ đi tìm mãi thế này sao? Dì còn biết làm cách nào nữa đây bé Hương? Trái tim của dì như tan nát, tâm hồn dì vô cùng tuyệt vọng khổ đau. Thằng Hoàng nó không hiểu để tha thứ cho dì, trong khi bên cạnh dì còn có Dượng và các em khác cha của nó. Lòng của dì đang ngổn ngang trăm mối,
nhưng chỉ biết âm thầm câm nín chứ đâu dám tâm sự cùng ai. Con nghĩ anh Linh, anh sẽ không chấp nhận điều đó đâu. Anh nói rõ trong thơ rồi, dì không nhớ sao? Đó chính là điều làm cho dì đau khổ nhất. Dì có tội với nó nhiều lắm. Hương ơi, nếu lỡ như cuộc đời của nó mai này có vướng vào dòng tội lỗi, dì sẽ chết mà không nhắm mắt đâu con. Ý, dì đừng nói vậy, con sợ lắm. Thôi, xế chiều rồi, mình về nghe dì. Để không thôi Dượng biết được là nguy cho dì lắm đó. Rồi trưa mai dì cháu mình sẽ đi tìm chỗ khác. Hoàng ơi, dù chân trời góc bể, dù phải mất bao nhiêu thời gian, mà cũng sẽ quyết tìm con cho bằng được. Hoàng ơi, con của má. Thôi mà, dì đừng khóc nữa, để con đưa dì về nghe. Con rất hiểu cho nỗi lòng của má. Bây giờ con chỉ thấy thương má chứ đâu hề tức hận. Má đừng tìm con nữa. Con không muốn phá vỡ đi công trình của má gây dựng từ bao năm khó nhọc bằng nước mắt mồ hôi. Uống nước nhớ làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ con thơ không ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời như công người xin dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh ơi người tài ba hay như công sinh thành, vì ai mà có ta. Cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thank you.
đầu thèm ghé nghỉ sân ga, bởi nơi ấy có những tấm lòng đón đời, kẻ cô đơn thèm một vòng tay nhân ái, như giữa trưa hè ngựa mặc ngóng cơn mưa. Em tưởng anh sẽ không đến gặp em. Sao em lại nghĩ như vậy? Nghe nói mấy ngày em sốt mê man, anh đã thường xuyên có mặt bên em để chăm sóc. Sau khi em tỉnh lại thì liên tiếp mấy ngày em không thấy mặt anh. Tại sao đối với em anh cứ chợt đến rồi đi như mây như gió? Biết làm sao hơn, khi cuộc đời của anh là gió là mây đó em à. Anh Linh, vậy thì còn em phải hiểu thế nào về sự chăm sóc của anh và những bó hoa mà anh đã tặng em trong ngày sinh nhật? Anh cũng không biết nói sao. Ở đời có những báu vật mà mình khát khao được giữ lấy, nhưng lại không dám chạm vào vì sợ ố quên đi báu vật thiêng liêng. Anh nói vậy có phải là anh kỳ lắm không em? Nếu như em báo cho anh biết rằng em sắp lấy chồng. Thanh Hương, em chúc mừng em. Nếu như em chọn được người xứng đáng thì anh thành thật chúc mừng em. Phải, em đã chọn được người chồng xứng đáng. Nhưng sao bỗng ngại ngùng khi phải đối diện với người ta? Khi mắt môi em chẳng chứa trong đời chơi vơi mà tôi như là lá thu rơi giữa tim tôi, chỉ còn em thôi. Anh Linh, tình yêu sẽ giúp con người ta có nghị lực để vượt qua tất cả. Nếu thật sự quý trọng em, xin cho em được giúp anh. Bây giờ có mặt em bên cạnh, em mong anh lấy đó làm nghị lực mà dũng cảm đối diện với mẹ anh. Thanh Hương, em đã hứa với anh là trước mặt anh em không được nhắc về chuyện đó nữa mà. Em vẫn nhớ. Nhưng em xin anh hãy tự tạo cho mình cơ hội, vì sắp đến giờ dì Lệ đến thăm em đó. Em hãy nghe đi, cuộc đời của mẹ anh đã được an bài tốt đẹp. Anh không muốn mình được đền bù bằng sự thiệt thòi của người khác. Hương à, em hãy hiểu cho anh. Anh Linh, bây giờ anh phải đi. Và anh mong rằng em hãy để cho những lần gặp gỡ của chúng ta được êm đềm vui vẻ bằng cách chỉ nói chuyện của chúng ta thôi. Tạm biệt em.
Chú ba. Dạ. Dạ tôi đây nè cậu. Dạ tôi vẫn chưa về sao chú ba? Dạ chưa. Nếu mà đi cả đêm như vậy á, cái lệ thường là 9-10 giờ mà mới về. Mà về là đi ngủ à. Giờ còn riết á, hết nói nổi mà. Làm cho gia sản tiêu tan gần hết. Rồi sắp ra tòa hẹn nợ rồi mà cũng chưa tỡn. Đúng là quả báo mà. Chú ba, chú nói cái gì đó? Dạ không. Dạ, thấy cậu bây giờ tôi chợt nghĩ tới mười mấy năm về trước. Cậu là một tài liệu lòng chơi bời. Tình cậu thay như thay áo, tiền cậu giải như sơm. Tôi mà mở miệng ra là cậu mắng tôi liền. Biết bao cô gái phải khổ đau vì cậu mà cậu vẫn dửng dưng như một kẻ vô tình. Đến ngày hôm nay nhìn thực trạng gia đình, tôi khen ông bà là có câu gặt quả gieo nhân. Chuyện đã xưa đã xin chú đừng có nhắc lại. Vị trí của tôi ngày nay là người chủ gia đình. Gặp chuyện không may tôi phải gánh riêng mình. Đó là chuyện thường tình có đáng nói đâu. Dạ tôi có chuyện muốn nói với cậu. Thôi, tôi sợ nghe những lời khuyên của chú lắm rồi chú ba. Dạ tôi không có ý muốn khuyên cậu nữa đâu. Vì những lời khuyên đó bây giờ không còn kịp nữa. Gia cảnh ngày càng suy sụp, mợ thì lao vào trác táng, con gái bỏ theo tình nhân, con trai phạm pháp đi tù. Còn gì để cho tôi khuyên cậu nữa? Tôi chỉ muốn xin phép cậu cho tôi được về quê sống với cháu con khi tuổi già bóng xế. Vì sức của tôi không còn bao nhiêu nữa, chỉ là gánh nặng nề cho cậu lúc khó khăn. Đã mấy mươi năm vì cái nghĩa của ông mà tôi hết dạ trung thành. Nhưng tôi đã phụ lòng khi ông trăng trôi, là không giữ được gia đình của cậu trong cảnh ấm êm. Chú ba ơi, lỗi ấy là do tôi coi thường chuyện nghĩa ân và đạo lý ở trên đời. Tôi đã làm khổ đau khóc hận biết bao người. Hậu quả của tôi gây thì bây giờ đây tôi phải nhận. Chú đâu có lỗi gì lại muốn bỏ ra đi. Chuyện tôi phải ra đi không do lòng ân hận, mà tôi thấy giờ đây tôi như ánh trăng tàn. Khi sống cảnh già nua ta càng nhớ quê. Chú ba, cái hoàn cảnh của tôi lúc này, chú đừng bỏ tôi mà đi nha chú ba. Có chú ở bên cạnh tôi mới thấy mình đủ nghị lực niềm tin để tiếp tục bước qua đoạn đường gian khổ. Nếu không thì ý chí của tôi cũng tan tành sụp đổ trước những phong ba bão tố của gia đình. Tuy có những khi tôi từng xem chú là gánh nặng cho mình,
Nhưng gần đây tôi mới thấy một phần gánh nặng trong nhà này đang nằm trên đôi vai của chú già nua. Khi tôi mất bình tĩnh thì chú cho tôi sang suốt, khi tôi khổ tôi buồn thì chú an ủi đỡ nắng. Mà những điều đó lý đã phải xuất phát từ vợ từ con mà tôi yêu. Tại cậu xấu số thôi, con trai thì giống mẹ đua đòi xa xí, con gái thì giống cha phóng túng đa tình, còn mở thì chỉ quyền quái đối với gia đình, chứ ra xã hội thì thua người ta hết keo này sáng keo khác. Chú ba ơi, thú thật đó, có nhiều lúc tâm hồn tôi quá ư là chán nản chú ba. Trời ơi, có nhiều khi tôi muốn bỏ lại sau lưng tất cả để đi tìm bình yên cho ba thân mình, dù đó là những tháng năm tôi cô độc âm thầm. Nhưng tôi bỗng thấy mình như đang phạm lỗi, dù cho đó chỉ mới là ý nghĩ chứ tôi chưa mở miệng thốt ra. Dù sao thì đó cũng là vợ con tôi, đối với họ tôi có nặng nề bổn phận, nên đành phải ôm sầu nuốt hận, mặc cho tháng ngày đớn lạnh đè nặng xuống hồn tôi. À, cậu biết bổn phận của một người chồng, một người cha thì đó là điều tốt. Nhưng tôi chỉ tiếc một điều, nếu như cậu biết sớm hơn từ cái ngày mà cô gái ấy đặt chân đến nơi đây để xin nơi cậu một ít tình thương và bổn phận thì hay biết chừng nào. Chú ba, chú muốn nói đến cô Lệ. Chuyện đã lâu quá rồi mà chú còn nhớ sao chú ba? Nhớ chứ sao không nhớ cậu. Tôi nhớ rõ nét mặt xanh xao với đôi mắt đầy thương cảm. Tôi nhớ rõ từng lời cô Lệ nói với cậu tại nơi đây. Tôi đứng nhìn cổ lầm lũi bước đi, tôi giận cổ, tôi giận vì cổ dài. Nhưng tôi cũng thương đứt ruột, vì tôi hiểu từ đó cuộc đời này có thêm một người con gái phải âm thầm khóc thẫn giữa canh khuya, và một đứa con vô thừa nhận phải chịu tiếng thị phi trôi nổi giữa dòng đời. Chú ba, chắc mẹ con nó hận tôi nhiều lắm đó chú. Biết có sống được không mà hận hay không hận. Thôi, cậu ngồi nghỉ đi ha. Tôi lo thu xếp cho cậu một lần cuối, rồi sáng mai tôi sẽ về quê. Chú ba, chú nhất quyết bỏ tôi sao chú ba? Tôi không bỏ cậu, nhưng thật sự tôi nhớ quê lắm rồi cậu à. Có lẽ tổ tiên ông bà thôi thúc tôi về để được nằm xuống nơi quê cha đất tổ. Cậu nên thương mà thông cảm cho tôi. Chú ba, nếu mà chú nói như vậy thì tôi không dám cản. Dạ, để tôi ra mở cửa. À, xin lỗi cậu tìm ai? Tôi muốn gặp ông Minh để nhắn tin của người quen cũ. Vậy thì cậu vô đi. Ông Minh đang ở đằng sau giường á. Chào ông. Ông có phải là ông Minh không? Phải, tôi là Hoàng Minh đây. Còn cậu là ai? Tìm tôi có việc gì? Hoàng Minh à? Hoàng Minh gì mà lại khổ sở như thế này? Chắc là lúc xuân thời ông rực rỡ lắm chứ gì. Cậu đến đây chỉ để hỏi cái câu ngớ ngẩn đó hay sao? Tôi không rảnh, phiền cậu đi cho. Ông vẫn quen cái thói xua đuổi người khác. Mặc dù giờ đấy ông không còn phong độ như xưa, cái thời mà mắt ông làm sao xuyên lòng người, và trong tay ông phe phẩy lắm bạc tiền. Ông mời gọi biết bao nhiêu cô gái đẹp, khi thỏa mãn rồi ông xua đuổi họ đi. Ông không xem đó là
là một việc làm hèn hạ. Nè nè, tôi với cậu là hai người xa lạ, cậu có quyền gì mà xuyên tạc chuyện đời tôi? Cho dù những điều cậu biết là hoàn toàn sự thật, nhưng mà việc tôi làm không liên can gì đến cậu. Đây là nhà của tôi, cậu đừng nên vô cớ. Cậu đang muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi. Việc làm của ông ảnh hưởng đến cuộc đời, đến tương lai của tôi từ hai mươi mấy năm qua. Trong cuộc đời tôi chỉ tình tự với đàn bà, đâu có ăn nhập gì khi cậu là đàn ông. Vậy trong số những người đàn bà mà ông từng dụ dỗ, ông nhớ xem có người nào tên là Cẩm Lệ không? Hả? Cẩm Lệ? Phải. Tại sao cậu biết Cẩm Lệ? Cậu là gì của Cẩm Lệ? Tôi là một thứ nợ đời mà hai mươi mấy năm về trước ông đã từng chối bỏ. Hả? Hả? Nói vậy cậu đây là... cậu đây là con trai của Cẩm Lệ. Và như thế cậu là con cũng là con ruột của tôi sao? Không, không, tôi không thể là con ruột của ông, vì tôi đã được tạo ra bởi sự đê mê thèm thuồng xác thịt, chứ không phải bằng sự rung động sâu xa từ trong máu, trong tim, trong tình cảm của con. Và khi tôi được sinh ra thì ông đã vung tay vứt bỏ đi rồi. Ông trách mẹ tôi sao lại vô cùng ngu dại, gìn giữ làm gì một giọt máu quan gia. Tôi lớn lên không mẹ không cha, có lẽ ông cũng cho tôi là một thằng ngu thằng dại. Tôi đã đi qua một quãng đời khổ hại nên mới thâm thía câu thể thái nhân tình. Con à, nếu mà con đến đây để buộc tội ba thì ba xin cúi đầu nhận lỗi, vì ba đã tạo ra con mà không chăm sóc dưỡng nuôi con. Con à, từ nay ba sẽ cố gắng bù đắp cho con bằng tiền bạc chứ gì. Hai mươi mấy năm qua không được ông dưỡng nuôi, nhưng mà thằng Linh này nó vẫn sống. Dù có lúc nó rất thèm có cha có mẹ, nhưng cha mẹ nó đã ung dung như những tình cảm khác chung quanh. Trong cuộc đời này còn bao đứa trẻ như tôi, chúng tôi có tội tình gì đâu mà phải rơi vào nghịch cảnh. Để cho tuổi xuân như bóng chiều hoang lạnh, biết nương tựa vào đâu tìm hơi ấm thâm tình. Còn ông, hai mươi mấy năm qua có bao giờ ông tự hỏi người con gái dại khờ kia rồi sẽ ra sao? Và một đứa trẻ thơ hiền lành vô tội trôi nổi về đâu giữa chốn chờ đời? Con à, dù bây giờ ba suy sụp, nhưng mà con cần gì con cứ nói đi, ba sẵn sàng giúp đỡ cho con. Con nói mau đi con, vì con chắc cũng sắp về rồi đó. Tôi không phải kêu gọi lòng thương hại của ông. Đây, đây là giấy nợ, bà vợ yêu quý của ông đã vay nợ của người ta để sát phạt đỏ đen. Quá hạn phải trả rồi, người ta mướn tôi đến đây để đòi nợ. Ông đã nhớ, tôi là một thằng du đảng không cha không mẹ, tôi cần phải sống, cho nên tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì. Ông hãy nói với bà vợ yêu quý của ông, chuẩn bị sẵn đi, ba ngày sau tôi trở lại. Chào ông. Con lấy số tiền đó cho các bạn nghèo ở đây và lo chữa bệnh cho anh Hùng Bồ Tát phải không ba? Phải đó con à,
Vì vậy nên họ thưa ba, và người ta đang tìm bắt ba đó con ạ. Sao ba thương tụi nó vậy ba? Tại vì ba cũng đã trải qua một thời thơ ấu đầy đau thương và nước mắt. Lâm, ba hỏi con điều này. Nếu mà như mai đây ba không được ở gần con nữa. Không thì... Ba ở bên con hoài. Con không cho ba đi đâu hết. Ba không được bỏ con. Ba đừng bỏ con mà. Được rồi ba chỉ thí dụ vậy thôi mà. Con đừng có khóc nữa. Ba không bỏ con đâu. Ba muốn được ở gần bên con và chăm sóc cho con đến ngày khôn lớn. Nhưng mà Lộc ơi, cuộc đời này đâu phải lúc nào cũng như ý của mình mong muốn. Ba sợ rồi đây, cách biệt đôi đường. Đời con lạc loài hiu quạnh, không còn ba chăm sóc ân cần. Mà con tuổi còn thơ dại nên lòng ba xót xa. Đêm dài ba không ngủ yên. Ba ơi, chỉ một ngày không gặp ba là con buồn, con nhớ. Con hay ra ngồi ở gốc cây kia mỏi mắt đợi chờ ba. Khi vừa thấy con thì ba chạy đến ôm chặt lấy con mà nói với con rằng: được gần bên con ba nghe sung sướng chẳng ai bằng. Đêm nằm ngủ ba để tay làm gối, rồi gãi đầu khẽ khẽ thắm con nghe. Hồi đó người ta liền con ở gốc cây, ai biểu ba lượm con đem về núi giường. Để bây giờ con biết thương biết mến, thì ba lại bỏ con cam chịu sống lạc loài. Coi kìa, ba chỉ nói vậy thôi. Nam nhi đại trượng phu gì mà nói mấy câu rồi đã khóc rồi. Lau nước mắt đi, coi chừng mấy đứa con gái nó cười cho đó. À thôi, bây giờ cha con mình đi thăm Hùng Bò Tót. Chừng nào anh Hùng khỏe mạnh á, ba sẽ dẫn con đi thăm cô Hương. Con chịu không? Ừ? Nè, ba nói là ba phải nhớ nha. Quân tử nhất ngôn, thề không nuốt lời. Chỉ mình đi nha ba. Rồi đi. Thưa con Hương, con mới đến. Chà, cũng đúng hẹn quá hả? Sao, bộ chê nhà cô xấu hay sao mà lại hẹn cô ra đây vậy? Dạ, con muốn tới nhà cô lắm chứ. Nhưng tại ổng rồi ra đây đó. Ổng? Ổng nào? Thì ông già tí của con với ai? Anh Linh. Thanh Hương. Ba, sao ổng ngồi ghế đi? Mời Hương cứ ngồi. Mời anh. Hai người như đang đóng phim vậy à? Lộn xộn quá. Nè, con tới kêu nước uống đi con. Dạ. Anh Linh, gặp lại anh em mừng quá. Em cứ ngỡ là anh sẽ lánh mặt em suốt cuộc đời này chứ. Hương đừng có nói vậy, tại không có dịp thôi Hương à. Sao anh không đến nhà em? Anh không thích đó sao? Lần đầu tiên nhìn vào những khung cửa sổ nhà em, anh có cảm giác là đã có lần nằm mơ thấy nó. Ngôi nhà với tất cả những cánh cửa đều mở rộng và luôn có ánh sáng chan hòa. Có những tấm lòng nhân hậu bao la, có những nụ cười và ánh mắt ngây thơ, có những bàn tay vẫy gọi mời chào. Anh đang đứng trước một căn nhà có thật mà anh cứ tưởng như trong giấc mộng. Con, lâu nay sao anh cứ mãi giấu em? Anh ở đâu và làm những việc gì?
nhiều chuyện quá như vậy. Còn việc làm thì cứ đếm hoài không hết. Món quà 10 năm về trước anh tặng cho Hương, chẳng biết rồi Hương có vừa ý hay không. Nếu cô Hương nói không vừa ý thì ba làm sao? Thì ba sẽ đền cho cô Hương món quà khác nè. Không, cô thích lắm. Kể cả những món quà trong 10 lần sinh nhật của cô do ba con tặng đó, cô đều thích hết á. Cô Hương ơi, cô có thấy ba con có đẹp trai không cô? Thằng quỷ, tự nhiên nói kỳ quá, hỏi gì cục mày. Không có sao đâu anh, cô sẽ trả lời cho con nghe. Ba con á, cô ấy cũng đẹp trai lắm, nhưng mà theo cô, vẻ đẹp bên ngoài không đáng quý bằng cái đẹp trong tâm hồn, phải không con? Vậy là chết ba rồi ba ơi. Nè, muốn chuyện gì nữa đây hả quỷ nhỏ? Có kiếm chuyện gì đâu, con nói cho cô Hương biết là bên trong của ba xấu lắm. Ê, thôi nghe mày, tới đó được rồi nghe chưa? Nín nghe chưa, ba cấm con không được nói nữa nghe chưa? Cô muốn con nói xấu cỡ nào, con nói cho cô nghe coi. Cô biết không, tính ba con xấu không chịu được. Tôi ngủ nghiến răng trèo trèo, tay chân thì đấm đá lung tung. Có mấy lần ông làm con dằn xuống đất, đang giữa đêm ông mơ ông cười hoài. Thôi đủ rồi, con đừng có nói ẩu. Con giỏi đặt điều, đem ba điều xấu để cô Hương cố cười cho thúi đầu. Đó, cô cười rồi mà thấy chưa, trời ha. Ơi cười ba chứ đâu có cười con đâu mà con sợ. Đó. Thôi con không có phá đám ba nữa đâu. Con đi vòng vòng chơi một lát, con lại nghe ba. Thưa ba, thưa con Hương con đi. Chào con. Dạ. Hương thấy không, thằng nhỏ nó nghịch quá phải không Hương? Có đứa trẻ nào mà không vô tư và hiếu động chứ. Anh Linh, anh có muốn nhìn lại quyển vở 10 năm trước không? Nó vẫn trắng nguyên, em chưa dùng đến. Em muốn giữ nó mãi trắng trong. Hương, Hương ơi, Hương có thể giữ cho kỷ vật ngày nào mãi mãi trinh nguyên. Như xúc cảm đầu tiên của một người con gái, như một kiếp người trầm luân khổ ai. Đã quen ố bụi bùng, còn biết trong trắng làm sao. Thiên hạ thích thanh cao, nhưng về có mấy ai luôn mở rộng tất lòng để cứu vớt những mảnh đời đang trôi nổi. Vì không có cội nguồn nên cũng không có tình thương. Anh Linh, nghe em nói. Đâu phải bất cứ ai đều có được tương lai khi sống trong tình, và đâu phải ai khi cô độc riêng mình đều nhắm mắt xuống tay trao đời cho số phận. Nếu từ bản thân mình không có nghị lực niềm tin, anh còn biết phải tin ai khi chung quanh đang diễn trò đen bạc. Chính những người tạo ra anh nên giống nên hình. Cũng không muốn nhận nhìn anh vì sợ liên lụy thanh danh. Anh chỉ dựa vào sự bất hạnh của bản thân để trách, để hờn, rồi tớ giết chết đi niềm tin yêu của
sống, mà không biết sâu xa trong tận cùng tâm não của một người mẹ khổ đau từ độ tuổi xuân. Ngậm đắng nuốt cay để cố vươn lên bằng cả sự kiên trì, mong sửa những sai lầm của một đời người con gái bằng sự nghiệp rỡ ràng trong danh dự hôm nay. Anh đâu thấy được khi cầm lá thư từ biệt trong tay, vì đã khóc, khóc thật nhiều bởi sầu thương, rồi vất vả tìm anh khắp đầu đường xó chợ, trong nắng trong mưa, trong nức nở ngậm ngùi. Tất cả những điều đó chứng minh được gì khi bên cạnh bà ấy còn có những đứa con vô tội khác? Liệu cái lòng son đầm ấm của những chú bồ câu xinh xắn kia có thể chấp nhận đón về một con quả đen vô thừa nhận như tôi không? Và như thế thì chẳng được gì cho tôi và cả bà ấy nữa. Anh không thể ép buộc mẹ anh phải giảng hồi tất cả những gì lâu nay đổ vỡ. Vì Lễ cũng là một nạn nhân, một người đàn bà đau khổ, mà còn đầy đủ nghị lực để vượt qua nghịch cảnh mà tạo dựng một tương lai. Còn anh, còn anh là một chàng trai dồi dào sinh lực, sao chỉ biết khoanh tay mà trách giận cuộc đời. Nếu anh đừng đòi hỏi tất cả quyền lợi của một đứa con, thì đâu khó khăn gì để anh có tình thương của mẹ. Và ở trong cuộc đời này, anh đâu phải là một đứa trẻ mồ côi. Thanh Hương, nếu như 10 năm qua anh có em bên cạnh, thì có lẽ cuộc đời của anh đã khác rồi. Sao anh không thể bắt đầu từ bây giờ? Vì anh còn có cả một quãng đời trước mặt. Muộn mặt rồi, muộn rồi Hương. 10 năm, một đoạn thời gian quá dài đủ để anh rơi xuống tận cùng vực thẳm. Linh, nếu anh cứ suy nghĩ như vậy thì cuộc đời anh sẽ nối tiếp nhau bằng những chuỗi 10 năm hối tiếc. Bắt đầu đi anh. Anh hãy bắt đầu từ bây giờ để thay đổi những gì còn có thể thay đổi được. Thay đổi? Phải. Thay đổi à? Anh đang bị truy nã. Tôi đang bị truy nã nè, em nghe rõ chưa? Anh Linh, sẽ chẳng còn một lời nào để chứng minh cho em rõ về tôi bằng những lời tôi vừa mới nói. Và tiếp sau đây là những lời vinh biệt. Để rồi tôi sẽ ra đi, quên bao kỷ niệm như mình chưa biết chưa quen. Nếu chẳng may tôi có mệnh hệ nào, Hương chớ băn khoăn cho số phận một con người. Nhưng đối với em anh đã là thân thuộc như tự hôm nào, ràng buộc rất thiêng liêng. Nếu như thương em anh hãy dừng chân lại, tình bạn chúng mình bền vững đến mai sau. Nếu thật sự Hương coi tôi là bạn thì xin Hương giúp tôi, hãy thay tôi mà dưỡng nuôi bé Lộc. Còn anh định đi đâu? Tôi đã phạm sai lầm, tôi là kẻ có tội, tôi phải đi tự thú. Anh Linh, đừng ngăn cản anh. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Điều làm anh băn khoăn duy nhất là không được chăm sóc bé Lộc cho đến lúc thành nhân. Linh, em không ngăn cản anh, mà em còn rất là sung sướng nhìn thấy anh cố vươn mình lên khỏi lòng vực thẳm. Em sẽ thay anh lo cho bé Lộc, và em sẽ chờ anh
Em chờ anh. Hương, em đừng khóc nữa. Nghe anh, em đừng chờ anh, vì tuổi xuân sẽ không bao giờ chờ đợi ai cả. Sau khi anh đi rồi, em hãy nói cho con anh biết và an ủi nó giùm anh nghe em. Anh Linh, tạm biệt. Ủa, ba con đâu rồi con Hương? Ba của con. Ba con bỏ đi rồi phải không con? Ba ơi ba. Ba, sao ba bỏ con ba ơi? Lộc ba con ơi. Ba, ba không bỏ con đâu, mà ba đang tìm lại chính mình. Con hãy cùng cô chờ đợi ba. Ba con sẽ về. Ba con sẽ về với cô giáo mình bằng một con người sáng đẹp cả tâm hồn và thể xác. Cô sẽ thay ba mà chăm sóc cho con nha. Ba ơi, ba. Con. Anh đâu rồi? Mình ơi mình, em về nè mình ơi. Đâu mất rồi không biết nữa. Ok mình, sao ngồi đó im phăng phắc vậy? Đây đâu phải là lần đầu tiên em uống rượu đâu mà anh nhìn em trân trối vậy anh. Tôi không thể ngờ trong cái hoàn cảnh này mà cô lại còn có thể ung dung đi uống rượu được à. Trong khi con gái của cô bị thai hoang cái gì, nó tự tử đang nằm ở cấp cứu chứ gì. Tôi biết, và thưa ông chồng quỷ quý của tôi, điều đó không có gì lạ hết. Phải, không có gì lạ đối với người mẹ vô trách nhiệm như cô. Nè nè, sao anh cứ mạt sát tôi mà anh không nói về anh? Tôi lo cho căn nhà này chưa đủ hay sao? Anh có lo cũng vì muốn chuộc lỗi thôi. Con của tụi mình nó bị quả báo đó. Cái quả mà chính anh đã tự gieo nhân hồi mà anh còn trai tráng bảnh bao. Dĩ vãng của tôi cô đừng đem ra nhắc lại để mà tự bào chữa cho cô. Một người vợ đó không tròn bổn phận, một người mẹ ương hèn đốn, cũng chỉ vì cô mà sự nghiệp tôi mới tan tành. Nếu như chỉ vì tôi mà cả sự nghiệp tan tành, hai đứa con hư hỏng tội tù, thì anh nghĩ như thế nào vị trí của anh? Vì thương vợ thương con cho nên tôi thành một kẻ hèn, để rồi mới ra nông nỗi này. Vậy anh đừng đổ thừa tất cả cho tôi. Nếu không phải vì cô thì tôi đâu phải bán tài sản cuối cùng để trả nợ cho cái bọn du đảng. Nè 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 nè, anh đừng có nói anh làm cái chuyện đó là vì tôi nghe. Vì tôi chăng? Phải, vì anh. Vì cái thằng con vô thừa nhận của anh đó. Một cái thứ rác rưởi mà anh đã tạo ra và quăng nó vào đời. Để bây giờ chính nó quay lại làm cho anh khốn đốn đó. Cô im miệng đi. Anh sợ à? Nó lấy hết số tiền rồi bỏ đi không trả cho chủ nợ. Nó đang bị truy nã. Có phải anh sợ bị liên lụy vì chính anh là người tạo ra nó, có phải không? Câm hồn. Tôi sẽ giết chết cô ngay. Nè nè, cô đừng có lớn tiếng vu oan nghe chưa. Lầm lỡ gây ra từ mấy chục năm qua, tôi đã thấy xót xa và ăn năn cho đến tận bây giờ. Tôi chán chê rồi khi sống cả cuộc đời trong gia cảnh rối bời. Nếu tội lỗi năm xưa thành nghịch cảnh hôm nay, thì cô hãy đi đi, để mọi đắng cay tôi chịu riêng mình. Anh đánh tôi. Vì đứa con vô thừa nhận đó mà anh dám đánh tôi.
và cùng chì rai rất chuyện xưa mà anh nỡ xua đuổi tôi. Một người vợ đã cùng anh mấy chục năm trời chăn gối, để anh được bình tâm cả đời sám hối, hay muốn được tự do mà nối lại mối duyên đâu. Cô điên rồi. Phải, tôi đã cuồng điên khi chấp nhận cáo thân cho một kẻ sang giàu. Từ trong sự nghiệp của anh tôi đã mưu cầu hạnh phúc, mà không cần biết trong lòng mình đang thiếu hẳn tình yêu. Nếu giữa chúng ta thì tôi mới là người hối tiếc, vì anh có mang lại cho cuộc đời tôi được thứ gì đâu, chỉ bằng sự âm bên giả tạo bên ngoài để tự giấu che những vết hằn đang rạn dơ. Nếu thật vậy thì làm sao chúng ta có thể chung sống với nhau đến mấy chục năm dài? Nếu mà thật vậy thì làm sao chúng ta có được hai đứa con để tạo nên mái ấm gia đình chứ? Anh Minh à, tôi đã bảo với anh đó chỉ là điều giả tạo mà. Giả tạo chỉ vì ta lừa dối thiên hạ chung quanh và tự lừa dối bản thân mình. Ta chưa từng đặt một viên gạch nhỏ để cùng xây nên mái ấm gia đình. Tôi im lặng với anh vì bản thân tôi cần vật chất. Anh im lặng với tôi vì anh sợ tôi bươi mất chuyện đời anh. Cuộc đời nó đặt để chúng ta coi như cũng xứng đôi rồi. Hãy chấp nhận với những gì mà chúng ta đã nhận, và đừng xem đó là những điều lầm lạc khi bản thân mình tự chọn lấy đường đi. Bây giờ cô muốn cái gì đây? Bây giờ tôi với anh, cô muốn cũng không được. Cuộc đời của chúng ta bây giờ phụ thuộc vào bàn tay của kẻ khác. Sống hay chết, bình yên hay tù tội, cũng còn nhờ ơn trời. Cô nói vậy là sao? Tôi không còn khả năng để trang trả những món nợ do cô gây ra nữa đâu. Không phải là tôi, mà là chúng ta. Chúng ta cùng nhau tạo ra nó. Bây giờ nó bị bắt tạm giam, còn cái thằng bị nó đâm nằm cấp cứu ở bệnh viện cho tới sáng nay thì nó chết rồi. Trời ơi! Nhưng mà cái thằng con của mình, nó không phải là thủ phạm, nó bị quan mà. Ai chứng minh điều đó khi nó cũng có mặt trong cuộc xô xát, và người ta đã bắt được con dao dính đầy máu tươi trên xe của nó. Hết cách rồi. Hết cách rồi. Tôi với anh bây giờ chỉ còn chờ đợi nhận hậu quả do chị em nó gây ra. Mà không, tôi nói lầm, hậu quả do vợ chồng mình gây ra mới đúng chứ. Hậu quả. Tôi đi ngủ đây, tôi mệt quá rồi. Trời ơi, trời ơi, tôi là chủ một gia đình gì thế này? Gia đình này của tôi hay sao? Không, tôi không phải. Tôi không phải là của tôi. Tôi không có tạo ra nó. Tôi không có tạo ra nó. Vì tôi cũng như tất cả mọi người trong thiên hạ đều muốn được ấm êm hạnh phúc.
của gia đình. Dù trên muôn lối thâm tình, tôi như một kẻ vô tình, phủi bỏ đi bao tình cảm quanh mình. Để bây giờ cuộc đời tôi té lạnh hứng hờ, con tôi chìm nổi loạn cuồng, còn vợ tôi thì quán lạc buông trôi. Tại sao giờ này tôi mới nhìn ra trách nhiệm của một người chồng và một kẻ làm cha, để ôm vào lòng bao nghịch cảnh xót xa, khi quá khứ xa xưa tôi đã từng nhẫn tâm và đạp người đã yêu tôi bằng trọn tâm chân tình, đã bị đời nguyền rủa và thù hận của người thân. Sao trời để cho tôi sống làm chi giữa đời ô trọc, để quá khứ tương lai và hiện tại lâm đoạn trường. Alo, Từ Gia luật sư Cẩm Lệ đây. Hả? Mình đó hả? Sao? Chiều nay không về dùng cơm được à? Cái đó em không biết đâu à nghe. Con nó vừa du học mới về, muốn làm tiệc chiêu đãi bạn bè, mà anh không có mặt á thì đừng có trách đó. Em biết là anh bận, nhưng liệu con nó có hiểu cho anh không? Lại là em à? Em chịu trách nhiệm giải thích cho cha con anh từ lúc nào vậy? Dạ. Thôi được, để em nói cho. Chắc là con nó cũng hiểu mà. Nè, nhưng mà anh tranh thủ về sớm mà nghe. Được rồi, thôi, không nói nữa đâu. Chào bà. Dạ xin lỗi, ông muốn tìm... Hả? Cẩm Lệ. Phải, tôi là luật sư Cẩm Lệ đây. Nhưng thưa ông, tôi chỉ tiếp thân chủ tại văn phòng, còn đây là nhà riêng của tôi, cảm phiền ông. Tôi biết mình không đủ tư cách để bước vào đây, lại càng không đủ tư cách để nói với bà một lời nào nữa cả. Vậy mà ông vẫn bước vào đây và vẫn nói. Có phải ông muốn giới thiệu cho tôi thêm một bộ mặt mới của ông không? Nếu vậy thì ông đang làm một việc quá thừa, vì tôi hiểu ông là người muôn mặt. Trời ơi, khổ cho tôi. Cẩm Lệ ơi, còn lời lẽ nào nặng nề đắng cay hơn nữa không? Tôi muốn nghe bà nói hết hôm nay để cho tôi được lắng nghe. Tiếng cuộc đời đang nguyền rủa thân tôi, một con người bội bạc đã bao năm dài tôi che giấu lặng im, mong tìm bình yên trong cuộc sống gia đình. Nhưng tôi đã quen dẫm lên chân tình cao đẹp, nên những gì tôi tạo dựng chỉ là dối gian, là bọt nước ven gần. Ông định dùng lời than quán để tâm sự với ai đây? Vì tôi không còn hôm nay, tôi đến đây với tư cách của một nạn nhân.
Nhưng tôi không phải là vị cứu tinh như ông muốn. Lệ à, tôi xin bà hãy quên hết chuyện xưa. Bà hãy lấy lương tâm của một luật sư mà cứu vớt cuộc đời của con trai tôi. Nó không giết người, nó bị hàm oan mà. Tôi không muốn nghe nữa. Và ông hãy đi đi, đi ra khỏi đây ngay. Vì tôi hoài nghi mục đích ông đến nơi này. Ông cũng biết lo với tình phụ tử à. Tôi chứng kiến một lần ông ruột bỏ thằng con. Vậy thì con nào được ông hết dạ lo toan chứ. Tôi rất khổ lòng khi phải bước vào đây để đối diện cùng cây hoa thư chùa cay. Tất cả chùa cay từ mấy chục năm dài chỉ đổ trúc lên đầu của mẹ con tôi. Bà ơi, cũng chính vì tôi một lần ruồng bỏ đứa con nên giờ đây tôi mới biết quý trọng nâng niu thâm tình phụ tử. Xin hãy để cho tôi trong quãng đời còn lại lấy bổn phận người cha để làm mồ côi người. Đưa bé ngày xưa lỡ gieo neo trôi nổi giữa dòng đời, tôi đã không thể chuộc được lỗi lầm với cũng đâu thể cho phép mình bỏ rơi những đứa trẻ hôm nay. Tôi đã tạo nên nghiệp chướng giữa trần ai, cái khổ cuối đời tôi xin một mình nhận lấy. Bà đã hận tôi vì thương đứa con thơ dại, xin thương lấy con tôi khỏi chốn lao tù. Nghĩ cũng nực cười. Mấy mươi năm trước, ông đã đánh cắp của tôi đời con gái. Để rồi, mấy mươi năm sau ông trở lại, mong đánh cắp lương tâm và lòng nhân ái của tôi. Hóa ra trong cuộc đời này, mãi mãi ông là người khôn, còn tôi là kẻ dại. Lệ à, dù cho tội lỗi đầy mình, nhưng tôi không đến nỗi hạ tiện như bà vừa mới nói. Tôi biết bà đang đứng ở vị trí một luật sư khởi tố, mà nạn nhân chính là con ruột của tôi. Nó là một đứa con hư hỏng chẳng ra gì, nhưng nếu mang tội sát nhân thì thật là oan cho nó. Tôi chỉ muốn giảng xin bà nên đầu đuôi phân tỏ, vì bà đang giữ trong tay một vận mệnh của con người. Nếu bà thù ghét tôi xin được quỳ dưới chân bà và chấp nhận mọi thứ do bà trả hận. Nhưng tôi chỉ giáng xin bà đừng vì chuyện xưa mà liên lụy đến con tôi. Ông Minh, tôi cấm ông không được đoán mơ hồ để xúc phạm đến uy tín của tôi. Pháp luật rất vô tư, kẻ có tội phải đền tội. Ông hãy về đi. Có thể tôi sẽ từ chối làm luật sư khởi tố, để ông yên tâm rằng kẻ buộc tội con ông không có lòng thù ghét cá nhân. Lệ, ông đi đi. Hãy cứu lấy con tôi Lệ ơi, tôi gian cô mà. Màn kịch éo le này ông đã diễn xong chưa? Kìa Hương, con đã vô tình lắng nghe tất cả. Vậy tôi hỏi ông, còn một vở kịch khác trái ngang hơn, cay đắng hơn và nhiều nước mắt hơn, ông có muốn diễn hay không? Cô nói gì mà tôi không hiểu? Có một đứa con trai nữa sắp ra hầu tòa, vì nó nhận lời đòi nợ giúp người ta rồi lấy tạm số tiền kia và đem chia cho lũ ăn mày không cha không mẹ. Nếu là ông có quỳ lại van xin người ta cho nó thoát dòng tù tội hay không? Hương, cô nói gì vậy? Không lẽ là... Phải, vì đó chính là Hoàng Linh, con trai của hai người đó. Trời ơi, con trai của tôi. Con trai của tôi. Lại cũng là con trai của tôi. Linh ơi, sao con đến nông nỗi này? Linh ơi,
Cẩm Lệ. Ông cũng đi thăm nó sao? Chẳng lẽ nó còn phần phước được ông quan tâm đến nó hay sao? Được nó chấp nhận cho thăm, đó mới là phần phước của tôi. 8 tháng tù của nó sắp mãn, bà được nó chấp nhận cho vào gặp, còn tôi thì không. Cho nên tôi muốn bà giúp cho tôi được gặp nó một lần đi bà. Sự có mặt của ông sẽ làm nó đổi thay ý định. Tôi gian ông, tôi xin ông, tôi chờ đợi bao lâu nay mới được nó chấp nhận cho tôi vào gặp. Ông hãy đi đi, đừng phá tan cơ hội quý báu của mẹ con tôi. Thôi được rồi, nếu bà nói như vậy thì tôi sẽ đi. Nhưng tôi nhờ bà chuyển lời của tôi đến thăm hỏi nó. Sao mà lúc nào bà cũng khó với tôi hết trơn. Bà đừng khóc. Chẳng lẽ bà muốn gặp tôi để khóc tôi sao? Hoàng ơi, con hãy mang nhiệt má đi, hãy nguyện rủa má đi. Dù mỗi tiếng nói của con má nghe như một lời tuyên án, má có tội. Trời ơi, má có tội để cho con bơ vơ vất vưởng, và để rồi con phạm tội. Đủ rồi, đây là trại giam, mọi người đang nhìn bà kia. Danh tiếng của bà mọi người biết đến, đó là lý do vì sao tôi không muốn bà đến thăm tôi. Bà đừng quên bà là ai và tôi là ai. Con là con của má, và má đây là một người mẹ đầy lầm lỗi. Con ơi, con hãy tha thứ cho má. Tôi biết bà đang chờ đợi ở tôi một cái gật đầu, là lòng bà sẽ vô cùng thanh thản ung dung. Phùi sông lầm lỗi, bình yên sống trọn quãng đời mai sau, để cho dòng sông êm đềm che kính những gì nhớ bận mà đời muốn lãng quên. Vì trôi nổi lên đơn để mong con cần bố mớm đã qua rồi, nhìn nhận làm gì để thêm khó xử mà thôi. Nhưng con ơi, 20 năm qua thời gian đã làm cho má được chút bình tâm để bền lòng gánh chịu. Dù gánh nặng quằn vai tóc thêm sợi bạc, nhưng má vẫn mừng vui khi đón nhận chữ thân tình. Hãy cho má được nhìn vào mắt con để soi rọi bản thân mình. Đứng trước mặt con mà má như đứng trước dành móng ngựa, và con sẽ là người phán xét má hôm nay. Con đã không đổ thừa cho hoàn cảnh, thì má cũng không có quyền đổ thừa cho hoàn cảnh. Nếu như cuộc đời con rơi xuống lòng vực thẳm, thì má phải chịu ăn năn đến suốt cuộc đời. Bà đang gánh vác sự nghiệp của người chồng và mấy đứa con của bà. Tôi không muốn một lần nữa làm hòn đá tảng đè nặng lên cuộc đời của bà. Tôi không muốn các em của tôi biết về quá khứ của một người mà chúng kính trọng tôn thờ.
Tôi không muốn trong lý lịch của bà có thêm một thằng con rác rưởi như tôi. Bây giờ má không cần che giấu nữa, má sẽ nói to cho mọi người biết con là con của má. Đừng. Chàng trai này, kẻ phạm tội này chính là con ruột của tôi. Không. Nó là con ruột của tôi. Không phải như vậy đâu. Không phải mà. Tôi đã sinh nó ra sau cái đêm gió mưa mà tôi trót lầm lỡ trao cho kẻ sở gánh cả cuộc đời con gái. Trời ơi, tại sao bà nói như vậy? Hoàng ơi, má phải nói ra sự thật, má phải nói ra sự thật mà. Không, chính tôi là kẻ sở gánh hèn hạ, đã để cuộc đời này có thêm tội phạm, mà tội phạm nó lại là con của tôi. Các người ơi, nó có cha, nó có mẹ, mà cha của nó là một con người đáng quyền đùa khinh khi. Trời ơi, trời ơi, đừng làm như vậy mà. Đừng để cho mọi người chứng kiến cái cảnh này. Quên đi, tôi khuyên hãy quên tất cả đi. Hai người còn có chồng có vợ của mình nữa mà. Còn có những đứa em vô tội của tôi. Hãy yêu thương và dạy dỗ chúng nên người. Còn tôi, tôi có đầy đủ nghị lực để tự mình vượt qua nghịch cảnh. Đừng lo cho tôi. Hoàng ơi. Hoàng, ba tự biết mình không xứng đáng. Ba cũng không dám cầu mong con nói tiếng thứ tha. Ba chỉ xin con, trong hoàn cảnh hiện tại, tôi chỉ còn có một thứ để cho hai người. Đó là hai tiếng gọi thiêng liêng để chứng minh rằng vị trí của hai người trong lòng tôi không dời đổi. Ba. Má. Hoàng con. Hoàng. Hoàng. Tôi xin chúc mừng gia đình anh vui sum họp. Nè, anh nhớ lời đã hứa với tôi đó nhé. Chúng ta cố gắng làm người tốt. Anh phải lo cho gia đình nè, cho vợ con. Đừng làm cho họ khổ và cho xã hội này thêm gánh nặng nha. Tôi cảm ơn lời khuyên của anh. Còn anh, anh không có thân nhân gì sao? Sao không ai đến đón anh vậy? Thân nhân thì tôi có đó. Nhưng đến đón tôi thì có lẽ không. Vì đã bao năm nay tôi đã sống một cuộc đời lẻ loi, cho dù họ rất nhớ mong tôi và họ đang mở rộng vòng tay để mong đón rước tôi quay về, đã cho tôi hơi âm thanh tình và còn một người bạn tôi mến thương, nhưng tôi không xem đó như người thân. Vì xưa tôi là rác rơm bẩn nhơ, khi đôi mắt kia sáng trong như dần thơ. Tôi chính thật là người thân muốn đến nơi đây để đón rước một người thân vừa giả từ bóng tôi. Linh ơi, đối với em anh không hề gây tội lỗi, mà chỉ là nạn nhân trên dòng xoáy của sông đời. Em đã nhìn thấy một trái tim trong sáng cuộc đời, có kẻ tự nguyện lao đầu xuống vực, nhưng có những người vì vấp ngã mà thôi. Anh đã từng muốn tìm nơi bám víu, dù hai chữ thâm tình lúc ấy rất mong manh. Có lẽ em đây là người thân duy nhất con.
con của ba. Lộc ơi, bà nhớ con quá, nhớ con quá Lộc ơi. Ba, con của ba. Như vậy là anh cũng đã có vợ con đến đón rồi. Thôi, chúc mừng gia đình anh chị nhiều hạnh phúc nha. Ba, ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm. Con ương cũng vậy nữa. Con ương cho con ăn học, rồi con may quần áo mới cho con. Con ương nói phải học cho ngoan, mai mốt ba về ba sẽ cưng con lắm. Lộc, để con với cô được đón bà về. Anh Linh, công ty của em sẽ là nhà của anh. Bắt đầu ngày mai anh sẽ có một đời sống mới. Anh đã trèo lên khỏi lòng vực thẳm, đường rộng đang chờ anh sánh bước bên em. Thanh Hương, anh cảm ơn em. Ba, Lộc con, anh Linh. Con tàu thèm ghé nghỉ sân ga, bởi nơi ấy có những tấm lòng đón đời. Kẻ cô đơn thèm một vòng tay thân ái, như giữa trưa hè mưa mầm ngóng cơn mưa. Khi cuộc đời đã chắp cánh cho ta, hay bay cao giữa bầu trời rực nắng, đừng để thoáng buồn cho tâm hồn chiều nặng, mà buông xuôi dù cánh mù mơ hồ, mà buông xuôi.